Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh tiếp tục giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa dendrochop rất là đẹp các cô chú anh chị, để các cô chú anh chị mình sưu tầm làm giống bổ sung vào bộ sưu tập hoa lan chớp của mình. Thì đây là cái mặt hoa rất là đẹp. Đây là cái cây được gọi tên là mắt đen. Mắt đen nha. Mắt đen. Đó là nhiều hoa. Còn cái này là cái hình ảnh đó là một hoa để các cô chú anh chị mình xem. Để các cô chú anh chị mình xem. Một hoa. Đó, một hoa đẹp như thế nào. Mắt đen. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Số này em cứ sử dụng Zalo. Cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan, giao lưu mua bán các cô chú anh chị. Mặt đen. Cái mặt hoa là cực kỳ đẹp nha các cô chú anh chị. Mặt đen. Rồi cái mặt đen nó còn nằm sau, nó nằm ở phía sau. Làm biết sao có sự nhầm lẫn chút xíu. Bây giờ qua không những mắt đen không phải là mã số 1, nên là giờ chuyển qua mã số 1 thì đây là cái mặt hoa làm mắt rồng. Đây là mặt hoa mắt rồng các cô chú anh chị. Đây là cái dòng là đen lai cát các cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mình chơi dendro thời gian thì mình sẽ biết cái cây đen lai cát. Mặt hoa rất là to. Mặt hoa mà cây nó đủ lực thì cái hoa nó to cỡ cái chén á. Hoa to lắm. Đây cái mặt hoa đây là mắt rồng nha các cô chú anh chị. Mắt rồng. Đây. Cái mắt rồng này là mã số 1 nè. Hồi nãy em nhầm. Em tưởng cái mắt đen mã số 1 nhưng mà không phải, cái mắt rồng mã số 1. Mắt rồng nha các cô chú anh chị. Đây là cái mặt hoa vừa to vừa đẹp. Mắt rồng này thì nó có nhiều cái chớp, nó có nhiều mặt hoa lắm các cô chú anh chị. Như là mắt rồng nè, mắt rồng chớp nè, hay là rồng ngũ sắc nè, hay là vua rồng nè, rồi ngọc rồng nè. Nói chung nó người ta sổ cái dòng này, nó sổ được nhiều mặt hoa. Cái dòng này nó sổ được nhiều mặt hoa đẹp nha các cô chú anh chị. Đầu tiên, đây, mã số 1 là mắt rồng 2000k. Thì đây là một cái chậu là nó là vừa ấm chậu. Hai mầm con đang lên, tuyệt vời luôn. Rễ đang ra ngon lành cành lào nha, rễ xuống rất nhiều lắm. Đây. Cái con ra rễ luôn rồi. Cái con mà nó ra rễ sớm là nó sẽ hút được dinh dưỡng thì nó sẽ mau lớn các cô chú anh chị. Cây này nó là mắt rồng nha các cô chú anh chị. Còn nói chung em chỉ biết cái tên của nó là mắt rồng thôi. Còn cái tên gì nữa không thì không biết. Thì cái cọng này hiện tại nó là 20 xăng nè các cô chú anh chị. 20 xăng nha. Để nó đi mua cái thước hoài mà sao cứ quên hoài. Đây là cái cọng này là 20 xăng. Cái mấy cái mầm này, mỗi cái mầm này là khoảng 3 xăng rồi nè các cô chú anh chị. Nó tầm 3 xăng ha. 3 xăng. Đang mở lá rồi là đi ngọn rất là ngon lành nha. Mắt rồng mã số 1 2000k. Ngon lành nha các cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là cái cam mặt hoa, cam lửa thuận. Cam lửa thuận nha. Nói chung cái cam lửa thuận này thì nó nở ngay cái thời điểm này, không biết là cái cây nó có bị mất sức hay sao, nó hơi nhạt so với cái hoa chuẩn của nó, tức là cái hoa chuẩn của nó các cô chú anh chị thì cái này nó sẽ đậm hơn, đậm lên. Còn cái này là nó hơi nhạt, không biết là do cái cây nó mất sức hay sao thế nào á. Đây thì hy vọng lần sau, chỗ sau thì nó sẽ đẹp hơn cái lần đổ này.
thì em cũng giới thiệu đến các cô chú anh chị mình, đây là để coi, để em đưa cái mặt hoa thuận để các cô chú anh chị mình xem. Đây nè, nó chớp đậm hơn. Còn cái này không biết sau đợt này em chăm cái kiểu gì mà từ cái khúc nó nhú dồi tới cái lúc nở này nó lại lật đớt như thế này. À, nhưng cái khuôn hoa là nó chuẩn rồi, à, là chuẩn 100% rồi, nhưng mà chỉ có cái hoa là nó trổ là nó nhạt hơn cái đợt trước thôi. À, nó cũng phân tích rõ ràng cho các cô chú anh chị mình xem. Rồi thì đây là em đã lấy mấy cọng bà ngoại, cọng mẹ ra hết rồi. Đây nó chỉ còn là một cái cọng đầu thôi, thuần chậu. Cọng đầu thuần chậu luôn. À, cây này rất đẹp nha. Cây này khỏe lắm. Mã số 2, 2800K, cam thuận. À, cam lửa thuận. Đây kêu bằng cam lửa thuận đó, hay là đọc trắng tắt nó gọi là cam thuận thôi. Đây. Cô chú anh chị mình xem nè. Đây cái mầm này đã được, cái cọng này là nó được 19 xăng ha. Cái cọng này là 19 xăng nè. Đó, cái mầm ở dưới thì khoảng hơn 2 xăng, khoảng 3 xăng rồi đó. Đó, đang mọc ú u luôn. Ở đây cái dồi đang chuẩn bị ra dồi nữa nè. Thân lá là ok nha. Rồi, nó còn là một mầm nữa các cô chú anh chị. Tức là nó hai mầm là mầm lớn mầm nhỏ nè. Đây. Cô chú anh chị thấy không? Đó. Rồi. Rồi, đó là một cọng, nó mập nha. Còn cái cọng này á, bây giờ là em bán bằng giá luôn. Nó lệch nhau chút xíu nhưng mà không sao cả. Mã số 3 cũng là 2800K luôn. Đây là một cặp luôn, đây nè. Cây cao cây thấp, nhưng mà hả cây cao thì nó ốm, mà cây thấp thì nó mập. Vậy thôi. Đó, nó cao hơn. Cái cọng bên đây là nhớ không lầm là 24 xăng. Đây cô chú anh chị thấy là cái mầm còn lại nó đang lên luôn nè. Bên đây nó lên một mầm nhỏ hơn. À, nó nhỏ hơn cái mã kia nhưng mà cũng rất là ok nha. Rồi cái này bao nhiêu xăng đây? 24 xăng. Đúng rồi, 24 xăng, chính xác là 24 xăng luôn. Đây. Đây là có mặt hoa trên cây luôn, về ngắm hoa luôn các cô chú anh chị. Đây, hai cây nó trên lệch nhưng mà cây mập, cây ốm nên là bán bằng giá luôn, 2800K cho một cây. Rồi. Rồi, bây giờ là mới tới cây mắt đen nè. Mã số 4 là cái cây mắt đen. À, cây mắt đen này thì hồi đầu clip là em có cho đưa hình cho các cô chú anh chị mình xem cái mắt đen rồi đó. Mắt đen. Rồi, để coi lại một cái cho ha. À, đây là cái hoa của cây mắt đen. Rất hấp dẫn. Nói chung cây này là có hoa rồi nha các cô chú anh chị. Đây, cây là thuần chậu hết. À, một con nó đã lên rồi, còn bên đây đó là còn một mắt nữa. Một mắt nữa chưa lên, còn cái này mắt cối. Cô chú anh chị mình thấy nè, đây là cái cọng này nó dài được, nó cao được 22 xăng. À, chính xác là 22 xăng ha. 22 xăng. Cho cọng mẹ là 22 xăng, còn cái mầm con bao nhiêu đây? 22 xăng. Cái mầm con của chú anh chị mình thấy là nó đã 7 xăng rồi nè. Đó, 7 xăng. Đó, cọng này là có giá là 2900K cho cái mã số 4. Có 2800K, xin lỗi. Đó, rồi, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là lộn xộn Kiên Giang. 1600K. Thì cái cọng này á, là đây, cô chú anh chị em thấy nè, đã lên một mầm gốc, còn mầm kia là sáng trưng rồi, chuẩn bị lên theo. Rồi, khoan coi mặt qua nha. Để coi cái chiều dài nó trước đi rồi coi mặt qua sau. Đây, cô chú anh chị mình thấy là cái cọng này là tròn 20 xăng luôn. Còn 20 xăng. Đây, mặt hoa. Mặt hoa là của lộn xộn Kiên Giang. Kiên Giang lộn xộn. Vàng đỏ lộn xộn Kiên Giang.
Ôi trời, sao cần cầm ba cái hoa nó bằng nhau vậy? Đây. Đó, lộn xộn Kiên Giang. Rồi, mã số 5 nha. Rồi, bây giờ tới mã số 6. Mã số 6 thì đây là cái cây, hai cây số 6 và số 7 đây là hai cái cây vàng đỏ xưa. Đây là cái mặt hoa vàng đỏ xưa các cô chú anh chị. À, đây là cái gọi là cái mặt hoa là quốc dân á. À, mặt hoa là quốc dân. Chúng ta trồng thời gian thì nó toàn là tác phẩm thôi. Nó lên là ngon lành cà lào, nó không, mình không có tách chiết gì hết, là nó sẽ lên tác phẩm thôi. Mã số 6. À, vàng đỏ xưa 1100k. Cô chú anh chị mình thấy là hai cái mầm gốc nó đã lên nè. Cây này nó gần như là ấm chậu, tại trồng hôm nay là cả tháng rồi thì nó là nó ở thuộc cái dạng là ấm chậu rồi. Đây cô chú anh chị mình thấy là 14 xăng nè. À, đó, nó là 14 xăng nha. Đó, đang lên hai cái mầm gốc ngon lành ngày đào. Rễ nè, ngon lành không? Đó, trồng nay là khoảng còn tháng rồi đó các cô chú anh chị. Rồi, vàng đỏ xưa. Rồi, bây giờ tiếp tục đó là mã số 7. Mã số 7 này là 950k. Thì cái này là 12 xăng hả? Thấy cái chỉ số là 12. Đúng rồi, nó là 12 xăng các cô chú anh chị. Đây. 12 xăng ha. Đang là, cái này cũng là cây ấm chậu. Đó, đang lên một cái mầm gốc nè. Cái mầm còn lại lên chưa? Chưa, mầm còn lại chưa lên. Vậy trước mắt là thấy có một cái mầm gốc nó đang lên thôi. Đó. Cái mã số cùng này là có cây gì đây? Vàng đỏ phú quý. Vàng đỏ phú quý. Để em kiếm cái hình hoa của vàng đỏ phú quý nha. Vàng đỏ phú quý. Cô chú anh chị mình chờ em chút xíu. Thôi rồi, cái vàng đỏ phú quý này vàng đỏ phú quý. Thôi, bỏ cái mã số 8 này lại đi. Mặc quần bây giờ kiếm lâu lắm. Thôi, nhà cái clip này chỉ giới thiệu đến các cô chú anh chị mình 7 cái mã số thôi. À, giờ, xem lại cái mặt hoa, xem lại cái mặt hoa của lộn xộn Kiên Giang. Rồi, cam, cam lửa thuận. Dạ thì như vậy vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là một số cái mặt hoa dendrochớp. Thì cô chú anh chị nào mình chưa có cái mặt hoa nào trong bộ sưu tập Hoa Lan Chớp của mình thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.